Hello, chào mọi người, quay trở lại với cái chế độ chơi mobile. Hôm nay ngày 11 tháng 6 2024, ngày hôm nay thì bên em lại lên tiếp tục một số mẫu máy mới nữa để giới thiệu đến mọi người tham khảo và đặt mua qua hai số liên trên bảng gỗ và địa chỉ là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có hỗ trợ ship toàn quốc nếu mọi người ở xa, hình như là COD, được kiểm tra nhận hàng tại nhà. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu toàn thể những máy có trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì ngày nay bên em về được một chiếc Samsung S21 Ultra 5G. Con này thì máy đẹp zin keng luôn mọi người nhá. Máy đẹp zin keng luôn, bản Việt Nam chính hãng hai sim. Con này thì nó trang bị một cái bộ mắt camera cực kỳ to và ROM 100x thì chắc mọi người không hề lạ lẫm gì rồi. Con này thì thiết kế là lưng nhám mọi người nhá. Lưng nhám chống bám vân tay rất là tốt này, để mọi người cầm nắm vào nó không bị bám vân tay, nó rất là thẩm mỹ luôn mọi người nhá. Đây em quay qua những cái chi tiết viền này. Viền rất là đẹp luôn, không có cấn móp, không có sơ sát gì mọi người nhá. S21 Ultra 5G ở dưới là loa ngoài này, cổng sạc này và khay sim, lắp hai sim vật lý mọi người nhá. Màn thì bên em chưa dán đâu nhá. Màn thì bao cho mọi người là gần như là không một vết xước nào luôn. Đó, rất là bóng đẹp luôn. Đi vào trong chi tiết hơn của chiếc S21 Ultra này để giới thiệu mọi người nhá. Con này thì bản Việt Nam chính hai sim này và cũng như là pin được trang bị là pin 5000 mAh. Cấu hình là RAM 12, bộ nhớ 128GB. Màn thì em bao cho mọi người là zin đẹp không ngắm ố này, và cũng như là màn này màn 2K mọi người nhá. Đó. Máy thì bao nguyên zin toàn bộ luôn. Vân tay trên màn hình, nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết, cam quýt nét cam mọi người nhá. Đặc biệt con này camera zoom 100x thì nói chung là mọi người có thể là zoom từ nhà này sang nhà khác nhá, từ từng 1 đến từng gọi là 20 mấy, 30 mấy luôn. Đó, hiện tại bên em chỉ duy nhất một chiếc ngày hôm nay thôi, máy đẹp zin keng S21 Ultra 5G, RAM 12, bộ nhớ 128GB, bản Việt Nam chính hãng. Hiện tại chiếc này em sẽ bán với giá là 8.200.000 đồng, sẽ tặng cho mọi người là ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp đầy đủ đi kèm. Em bảo hành 3 tháng phần cứng và 3 tháng màn hình mọi người nhá. Ai quan tâm đến chiếc S21 Ultra 5G, kể cả màn hình sọc trong vòng 3 tháng bên em vẫn bảo hành bình thường mọi người nhá. Đó, không rơi vỡ lại được, còn rơi vỡ này do người dùng thì bên em sẽ không bảo hành trực tiếp. Ok, vừa rồi là chiếc S21 Ultra 5G. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc siêu phẩm nữa, là một chiếc Samsung Z Flip 4. Chiếc này thì hiện tại máy thì em nói thật mọi người là máy gần như là khách không dùng, đẹp keng hết mọi người, nhìn những cái viền ni lông này đang còn nguyên si, chưa bóc gì hết nhá. Máy nó gọi là phải siêu mới luôn. Đấy, những cái viền ni lông này còn nguyên si, nguyên đai, nguyên kiện hết này. Hai mặt đều là mặt kính nhá. Mặt này thì có một cái màn hình nhỏ này. Màn hình này thì thông báo giờ giấc các thứ này. Đó. Và cũng như là màn hình này là chụp được ảnh luôn. Đây em thử. Đây mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy em ở đây chưa? Đây thay đổi chế độ này, thay đổi ống kính này, chạm để chụp này. Đó. Đi vào bên trong đây thì hiện tại cái chiếc Z Flip 4 này còn bảo hành tới tháng 9 năm nay. Đây mọi người nhá, bảo hành tới 22 tháng 9 2024 thì còn khoảng hơn 3 tháng bảo hành một chút. Z Flip 4, máy màu xanh, pin 3007 mọi người nhá. Và đặc biệt con này là bản RAM 8 bộ như 256. Hôm nọ thì em có bán một con 128 thì hôm nay là con này bản 256 nhá. Đó, máy đẹp keng chính hãng còn bảo hành, máy nắp gập này. Đấy mọi người nhá, máy nắp gập. Đấy, mọi người mua về tặng người yêu này, tặng bạn gái này để trải nghiệm thì cực kỳ là ok luôn. Đó, cờ cáp rất là chắc chắn nhá, máy ít dùng. Màn thì bao cho mọi người gần như là đẹp keng luôn, không bị xước sát, kể cả cái tấm dán màn hình ngoài này còn không bị xước luôn. Đây mọi người nhìn này, mới tinh xà binh luôn. Đấy. Đây cho mọi người xem những cái nếp gập này. Đấy, máy gần như là những cái nếp gập này là không bị gập, không bị gãy gì cả mọi người nhá, nhìn trong veo. Đấy, mọi người kiểm tra nhận hàng thanh toán, máy gần như không sử dụng nhá. Z Flip 4, con này bản 256, em bán là 6.500.000 nha. Máy còn bảo hành chính hãng khoảng 3 tháng nữa. Bên em vẫn tặng cho mọi người là sạc cáp, còn đâu là dán màn hình nó có sẵn rồi, của nhà máy rồi. 6.500.000 thôi mọi người nhá. Z Flip 4 RAM 8 256GB. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc iPhone 12 bản 64GB. Con này thì máy rất là đẹp luôn, đẹp 9899 luôn mọi người nhá, gần như xuất sắc luôn này. Máy rất đẹp này, máy màu đen, gọi là xanh nhưng mà xanh kiểu xanh đen ấy, xanh kiểu tím than ấy. Cam kép này, đèn flash này. Máy con 12 này thì kính kiếp bên ngoài đẹp mọi người nhá, kính rất đẹp này. Màn bao đẹp không ngắm mố này. Chu tông nhiếc là đầy đủ hết luôn mọi người nhá. Face ID nhạy luôn. Đó, Face ID các thứ là ok hết luôn này. Và đặc biệt con này là máy VNA luôn, mua chính hãng tại Việt Nam, iPhone 12 VNA này, 64GB. Quốc tế
Con này hiện tại lắp được một eSIM, một SIM cứng, tổng cộng là 2 SIM mọi người nhá. Pin còn 88%. Cam quýt nét căng. Đó, iPhone 12. Chiếc này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 6 triệu tròn nhá. 6 triệu tròn, tặng cho mọi người là ốp lưng, dán màn, tặng sạc cáp đầy đủ, bảo hành trong vòng là 3 tháng. Và sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Xiaomi K50 Ultra. Chiếc K50 Ultra này hiện tại máy đẹp gần như 9899 luôn. Máy rất đẹp, không cấn móc gì cả mọi người nhá. Lưng sau lưng kính cũng phủ nhám này. Trang bị một mắt camera to và hai mắt phụ. Con này thì 108 megapixel. Đặc biệt con này thì kính màn hình thì em đã kiểm tra rồi, không vết xước, và bên em cũng đã dán cường lực hết rồi mọi người nhá. Đây, cấu hình con này cũng khá là ok luôn. RAM 8GB cộng thêm 3GB ngoài, pin 5000 mọi người nhá. K50 Ultra này. Con này chip xử lý là Snapdragon 8 cộng 8 Plus Gen 1 mọi người nhá. Màn 6.67 inch AMOLED này. Đó. Con này hiện tại máy mới nó khoảng 7 triệu mọi người nhá. Máy mới rơi vào khoảng 7 triệu. Thì ngày hôm nay thì em sẽ bán cho người với giá con này với giá là 4.950.000 đồng thôi. Thôi bán 4.900.000 đi, 4.900.000 mọi người nhá. K50 Ultra. Máy chip này cực kỳ khỏe luôn, loa kép đầy đủ mọi người nhá. Mọi người mua về mọi người gọi là chiến game cũng như là chơi trải nghiệm thứ rất là phê luôn. Đó, Xiaomi K50 Ultra duy nhất một chiếc thôi, 4.900.000 đồng, bảo hành 3 tháng, có tặng sạc cáp đi kèm, sạc 25W mọi người nhá. Sạc bên em thì có sạc 25W của Samsung thôi, còn sạc chính hãng 67W hoặc là bao nhiêu watt của nó thì bên em không có rồi. Tiếp theo. Sang một chiếc nữa, đó là một chiếc Samsung A73 5G máy màu đen. Con này hầu như là máy đẹp zin keng rồi, bốn mắt camera sau đẹp flash đầy đủ, viền ni lông nhiều chỗ đang còn này. Đó, viền ni lông một số chỗ đang còn nhá. Đấy. Màn thì bao cho mọi người zin đẹp này, không ngám mố này. A73 5G, đó, 2 SIM 2 sóng. Con này pin là 5000 mọi người nhá. Và cấu hình của em nó sẽ là RAM 8 128GB, vân tay trên màn hình, tần số quét 120Hz, loa kép đầy đủ. Đó. Cam trước cam sau ok. Con này thì chạy chip Snap mọi người nhá, 2 SIM 2 sóng bản Việt Nam. A73 5G, chiếc màu đen, máy zin đẹp như này, hiện tại bên em bán là 4.800.000 thôi, tại sản cáp ôm lưng dán màn đầy đủ hết cho mọi người nhá. Sau một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A24. A24 ngày hôm nay thì em có hai màu, một màu đen và một màu xanh chuối. Thì hiện tại chiếc màu đen này thì máy đẹp zin keng hết mọi người nhá. Máy đẹp zin keng sâm keng hết luôn. Và máy mới bây giờ nó sẽ khoảng hơn 4 triệu, gần 5 triệu. Đó. A24 này, trang bị 2 SIM 2 sóng nhá, pin 5000, màn AMOLED này, vân tay vân dây kết hợp nung nguồn một chạm rất là nhạy luôn. Con này có hai phiên bản, một phiên bản là RAM 6, một phiên bản là RAM 8 128, thì con này hiện tại là bản RAM 8 nhá, 128GB. Và em check bảo hành cho mọi người đây. Con này hiện tại còn bảo hành chính hãng tới tháng 10/2024, thì hiện tại nó còn sắp còn khoảng 4 tháng bảo hành. Chuẩn 4 tháng bảo hành mọi người nhá. Chính hãng thì hiện tại chiếc A24 này bên em sẽ bán là 3.1 triệu này, sẽ tặng cho người là ốp lưng, dán màn, sạc cáp đầy đủ nhá. Còn bảo hành con này chính hãng 4 tháng, cổng sạc tai si, sạc tai nghe 3.5 đầy đủ. Máy thì bao cho mọi người là nguyên zin tuyệt đối và cũng như là máy đẹp leng keng, không khác gì mọi người mua máy mới, mà giá trị mọi người lại còn để tiết kiệm được rất là nhiều nhá. Sang một chiếc tiếp theo cũng là A24. Con này máy màu xanh chuối cũng đẹp zin keng hết luôn này. Máy đẹp, 3 mắt camera sau, vân tay vân chân đầy đủ này. Con này thì check bảo hành xem nào. Cũng còn bảo hành từ tháng 10/2024 mọi người nhá. Đây A24, pin 5000, màn AMOLED mọi người nhá. Con này thì lại bản RAM 6 thôi, bản RAM 6 128GB, thì em sẽ bán là 3 triệu mọi người nhá. 3 triệu trước này, tặng sạc cáp ôm lưng, dán màn hình full phụt phụt hết cho mọi người luôn. Sau một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A32, bản chính hãng 2 SIM. A32 bản công ty iSIM này, pin hiện tại là pin 5000, cấu hình sẽ là RAM 6GB nhá, bộ nhớ 128GB. Con này thì tần số quét 120Hz này, vân tay trên màn hình nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết luôn. Đó, máy thì màn thì bao đẹp cho mọi người luôn. Viền ni lông nhiều chỗ ở viền đang còn, bộ mắt camera sau, cổng sạc tai si này, jack tai 3.5 đầy đủ hết luôn. A32 hiện tại thì em sẽ bán là 2.700.000 đồng mọi người nhá. A32 là 2.700.000 này, tặng ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp là đầy đủ hết cho mọi người luôn. Lâu lắm rồi mà có một con A32 máy đẹp tử tế như này để bán mọi người nhé. Bây giờ A32 máy đẹp rất là hiếm. Tiếp theo sang hai chiếc Samsung A14 bản công ty 2 SIM. A14 em có hai màu, một chiếc màu đen này, máy đẹp zin keng hết luôn, vân tay vân chân kết hợp nung nguồn này, ba mắt camera sau, hỗ trợ cổng sạc tai si, jack tai 3.5, màn thì bao đẹp cho mọi người luôn, kính không xước sát gì cả, máy cầm bao keng luôn mọi người nhé. Đó, vân tay vân chân đầy đủ này. A14 2 SIM 2 sóng nhá, pin 5000. Con này hiện tại vẫn còn bảo hành chính hãng này. Em không nhớ nhầm thì khoảng vài 1-2 tháng nữa thì kệ thôi, em không để ý đến. RAM 4 128GB. Đó, hiện tại thì em bán sẽ là bán 2 triệu 250 một chiếc. 2.250.000 đồng một chiếc A14 mọi người nhá. Có một màu đen này và một màu xám. Đó, máy đẹp keng hết mọi người nhá. Cổng sạc tai si, jack tai 3.5 đầy đủ, vân tay vân chân đầy đủ này. Đó. Một con màu bạc, không phải màu xám, màu bạc mọi người nhá. Màu bạc này.
Đó, máy thì đều zin đẹp, RAM 4 128GB, tất đều còn bảo hành hết mọi người nhá. Nhưng bên em cũng không trách, bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ con này thì máy nó cũng thuộc loại trâu đất bỏ rừng rồi, nó cũng rất là bền rồi, chẳng cần phải để ý đến bảo hành làm gì cả. Và gần như là bên em thì vẫn bảo hành cho mọi người trong vòng là 3 tháng hết nhá. Tặng ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp đầy đủ, không thiếu thứ gì cho mọi người luôn. A14 này, đó, pin 5000, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Màn to, pin khỏe, cổng sạc tai si, sạc tai 3.5 đầy đủ hết luôn. 2.250.000 một chiếc nhá. Ốp lưng, dán màn, sạc cáp bên em tặng đầy đủ luôn. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Xiaomi. Con Xiaomi này là con Note 11. Đây nhá, Xiaomi Note 11 này. RAM 4 cộng 2 này, bộ nhớ 128GB, máy màu xanh khá là đẹp, vân tay vân chân kết hợp nút nguồn này, bố mắc camera sau này 50MP mọi người nhá. Đấy, con này máy khá đẹp luôn, vân tay vân chân đầy đủ này, em bán với giá là 2 triệu, không nọ bán một con RAM cũng RAM 6 này, đấy, em bán là 2.2 triệu, con này bán 2 triệu này, bởi vì là RAM 4 cộng 2 thôi. Rồi sang chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung A12 bản Việt Nam, A12 2 SIM 26 này, pin là 5000 này. Cấu hình này, con này RAM 4 nhá, 128GB, vân tay vân chân đầy đủ này, bố mắc camera sau này. A12 này thì nói chung là dùng rất là trâu bò rồi. Nói chung là vân tay vân chân đầy đủ hết mà giá lại hợp lý nữa. Con này hiện tại em bán 1.7 triệu thôi, bố mắc camera sau, cổng sạc tai si, giắc tai 3.5 đầy đủ hết mọi người nhá. 1.7 triệu thôi. Ốp lưng, dán màn, sạc cáp đầy đủ, bảo hành 3 tháng. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Redmi Note 8 Pro, máy màu xanh. Máy thì nói chung là cũng có xước vài chỗ, tổng quy lại thì máy còn khoảng độ 97%. Trang bị là 3 mắt camera, đèn flash đầy đủ này, vân tay vân chân ở đây luôn mọi người nhá, 64MP này, AI luôn. Con này thì máy cho bao cho mọi người là máy nguyên zin, và cũng như là màn hình thì nó cũng có một giam 3 vết xước đây mọi người nhá, màn hình nó cũng có bị xước này, nhưng là nó là màn zin. Đấy, zin tuyệt đối luôn. Note 8 Pro này, RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB mọi người nhá. Cam quýt nét căng này, con này mọi người trong tầm giá mọi người không mua được con nào như này luôn. Chơi game cam quýt nét căng, 2 SIM 2 sóng, em bán con này đúng 1.500.000 đồng mọi người nhá. Đấy, em bán 1.500.000 đồng rồi. Sang một chiếc tiếp theo là một chiếc Samsung S20 Plus bản Việt Nam 2 SIM. Con này thì máy 1, 2, 3, 4, 4 sọc như này. Đấy, còn đơn mọi tính năng ok, máy màu đen, hình thức khá là đẹp. Trang bị là 4 mắt camera sau, đèn flash đầy đủ. Con này thì tần số quét 120Hz chắc mọi người biết rồi. Máy như này thì để bán cho mọi người mua về để quay phim, chụp ảnh, trải nghiệm thôi mọi người nhá. Hiện tại con này thì em sẽ bán là 1.500.000 đồng cho chiếc S20 Plus bản Việt Nam này. Cấu hình con này thì RAM 8 128GB. Em mới reset lại nhá, máy thì toàn bộ chức năng không lỗi lầm gì cả, chỉ bị sọc màn hình thôi. Và cái sọc màn hình này khi mọi người chụp ảnh và mọi người gửi ảnh cho mọi người, cho bạn bè, người thân ấy, thì nó sẽ không có cái sọc này đâu. Không tin thì mọi người mua về, mọi người chụp ảnh xong mọi người gửi, nếu mà có nguyên sọc như này ở ảnh ấy thì em xin hoàn lại cho mọi người máy luôn. Đấy, không phải nghi ngại. Mà là màn 2K cong mọi người nhá. S20 Plus bản Việt Nam này. Đó. Tần số quét 120Hz này. Đó, em bán 1.5 triệu thôi. Mọi người thích thì mua về thay màn cũng được. Còn để nguyên như vậy thì mọi người gần như là dùng mãi mãi chả ảnh hưởng gì cả mọi người nhá. Đó, em kích hoạt lên rồi. S20 Plus này, pin 4.500 này, bản Việt Nam 2 SIM vật lý nhá. RAM 8 128GB này, cam quýt nét căng này, đấy, không phải nghĩ luôn. Ok chưa? S20 Plus 1.5 triệu. Ủa, quá rẻ luôn mọi người nhá. Và cuối cùng video ngày hôm nay là một con Mi Note 5 Pro. Mi Note 5 đấy. Đây, Xiaomi Note 5. Cấu hình là RAM 3, bộ nhớ là 32GB, 2 SIM 26, máy màu gold, vân tay vân chân đầy đủ, cam sao cam ghép, hình thức còn khá đẹp mọi người nhá. Đấy, máy full chức năng, 2 SIM 26 đầy đủ. Chiếc này thì em sẽ bán cho người với giá là 750.000 đồng thôi, 750.000 đồng cho chiếc Xiaomi Note 5 mọi người nhá. Ok, vừa rồi là những chiếc máy hiện tại mà có sẵn trong cửa hàng của ngày hôm nay. Mọi người quan tâm sản phẩm, mọi người cứ alo trực tiếp cho em qua hai số bên trên bảng gỗ và địa chỉ là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Mọi người là đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ kênh và cũng như là để được theo dõi video mới nhất ngày của bên em, báo về máy của mọi người. Và cảm ơn, bây giờ thì em sẽ xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.